Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin nóng nhất về xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình xung đột tại Ukraine đã đẩy Mỹ và NATO vào tới bước đường cùng. Khi nhảy vào bước đường cùng thì Hoa Kỳ đang đi những nước cờ đó là được gọi là những nước cờ tối tân nhất. Ví dụ như là đã sử dụng tới hai con át chủ bài là Liên Hợp Quốc và EU. Bài nói chuyện này tôi đã chia sẻ. Sử dụng tới cái nước cờ thứ hai, đó là gây áp lực cho chính quyền Kiev, buộc phải thay đổi cục diện trên chiến trường, tạo ra một bước ngoặt mới để tiếp tục nhận được chiến dịch. Đây gọi là áp lực cho chính quyền Ukraine, thể hiện rõ Hoa Kỳ sẽ chống lại Nga tới cùng và bất chấp sự tổn thất đến từ lực lượng vũ trang Ukraine, và họ không quan tâm. Đây là nước cờ thứ hai. Và nước cờ thứ ba mà Mỹ đang đi trong bối cảnh hiện tại là sử dụng tới giải Nobel hòa bình dành cho tổng thống Israel, nếu như mà có thể gọi là đàm phán với lại ông Putin ấy, và để cho Putin đưa toàn bộ lực lượng vũ trang ra khỏi đó Ukraine thì sẽ nhận được giải đó là Nobel hòa bình. Đây gọi là những nước cờ tương đối là lớn mạnh đến từ tập thể phương Tây dành cho chiến dịch quân sự đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. Nhưng tất cả những nước cờ này nó không xứng tầm với ngài Putin, thưa quý vị các bạn. Tập thể phương Tây chưa phải là đối thủ của ngài Putin về tầm nhìn và chiến lược, chưa phải là đối thủ. Trong khi đó thì ở Hoa Kỳ thì đang rất khâm phục sự kiên cường của nước Nga và rất khâm phục đó là ngài Putin. Và có thể nói rằng việc mà xung đột thế chiến thứ ba có xảy ra hay không thì nhân vật chính có thể ngăn chặn điều đó chính là ngài Putin, chứ không phải những gì đến từ phương Tây. Sau gần một năm diễn ra xung đột, thôi rồi lượm ơi, tập thể phương Tây khi bắt đầu bước vào xung đột một cái, họ hô hào, họ ăn mừng, họ vui sướng vì họ biết rằng, họ tin rằng Nga đã rơi vào cái bẫy chiến lược của phương Tây. Sau tất cả các lệnh trừng phạt thì nền kinh tế Nga sẽ bị nghiền nát, nhân dân Nga sẽ tạo ra một cuộc cách mạng màu. Đáng tiếc, tất cả nó chỉ là ảo mộng. Sự đánh giá thấp đối với người lãnh đạo Liên bang Nga là một sự sai lầm trầm trọng của phương Tây. Một sự sai lầm trầm trọng. Nga đã tuyên bố rằng một lần nữa đất nước Nga và dân tộc Nga sẽ giúp cả thế giới quay trở lại một thời kỳ hòa bình đúng nghĩa của nó, và không thể chấp nhận tiếp tục thế giới này được xoay vần theo đơn cực dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, để mà Hoa Kỳ tự tung tự tác đi dán mác cho tất cả mọi quốc gia dân tộc trên thế giới và bêu xấu các quốc gia dân tộc trên thế giới này được. Một quốc gia tạo ra những thảm họa nhân đạo, tạo ra những thảm họa diệt chủng, và đến bây giờ thì họ giao giảng về đạo đức. Đó là điều vô lý và đi ngược lại đối với lại luân lý đạo thường của nhân loại. Còn đối với Tổng thống Ukraine chia sẻ như này là cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu. Cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp về lãnh thổ với Nga trong bối cảnh một câu đang cho là đã tiến hành cuộc tấn công vào mùa xuân. Ông Zelensky vẫn thể hiện là một trong những tay sai trung thành tuyệt đối với Nhà Trắng, kiên quyết tiếp tục đẩy binh sĩ vào chỗ chết và kiên quyết sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, trong khi tự lực cánh sinh thì lại không có, khả năng tự tung tự tác không có, khả năng tác chiến không có, tinh thần anh hùng không có, đoàn kết nhân dân cũng không có. Có cái duy nhất là chủ nghĩa phát xít và đẩy binh sĩ ra ngoài chiến trường để làm bia đỡ đạn. Phát biểu với BBC ngày 16 tháng 2, ông Zelensky cho biết là các cuộc tấn công của Nga đã được tiến hành theo nhiều hướng khác nhau. Ông Zelensky cho hay là các lực lượng của Ukraine sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow cho đến khi có thể phát động một cuộc phản công. Ông cũng thúc giục các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine muốn đảm bảo an ninh và bất kỳ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ sẽ không làm suy yếu đất nước. Ông khẳng định là Kiev sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Nga Putin vì không có niềm tin. Vậy thì Nga dựa trên cái gì để tin vào những thỏa thuận với lại Ukraine? Có bằng min 1 và min 2 không? Hóa ra đấy đó là một cái hiệp định để phương Tây mua thời gian và củng cố lực lượng vũ trang Ukraine để đánh Nga trong suốt từ năm 2014 cho đến bây giờ. Tập thể phương Tây là kẻ nhổ ra niễm vào,
Họ nói rằng là không phát triển về Sườn Đông, nhưng đến bây giờ thì toàn bộ hệ thống khí tài đã được áp sát đến biên giới của Liên bang Nga và vẫn đang tiếp tục sử dụng tất cả mọi kịch bản để làm suy yếu Nga bằng mọi giá. Và để rồi đến ngày hôm nay, sau gần một năm diễn ra xung đột ở tại Ukraine, Nga đã đưa tập thể phương Tây vào tới con đường cùng. Bình luận của Tổng thống Zelensky đưa ra khi mà các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Nga đã điều số lượng lớn binh sĩ bổ sung vào khu vực chiến sự. Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ ông Austin cho biết là các lực lượng Nga đã tăng cường hỏa lực pháo binh ở khu vực Bakhmut, thành phố trọng điểm ở khu vực Donetsk, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây. Ông Zelensky đã nhiều lần khẳng định quân đội Ukraine sẽ không đầu hàng tại Bakhmut và sẽ tiếp tục chiến đấu khi còn có thể, bất chấp việc Mỹ bị cáo buộc Kiev không nên hy sinh một cách không cần thiết như vậy. Trong khi đó thì các quân chức cấp cao của Mỹ cảnh báo cơ hội Ukraine giành được lãnh thổ trước Nga trước khi viện trợ quân sự của phương Tây cạn kiệt đang thu hẹp dần. Trong khi đó, một câu nhấn mạnh là cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev về cơ bản là cuộc chiến chống lại Nga của phương Tây. Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây cố tình cản trở các cuộc đàm phán hòa bình trong những tuần đầu xảy ra xung đột. Và đến ngày hôm nay, Nga có những lời tuyên bố có thể chấm dứt ngoại giao với phương Tây khi mà dòng vũ trang còn tiếp tục đổ bộ trong Ukraine. Những nước cờ mà Mỹ đi gần đây hình như là càng đi càng trượt, càng đi càng hỏng. Ở Mỹ đang khâm phục sự kiên cường của Nga, và đây không phải lần đầu tiên ở Mỹ khâm phục. Những lời lẽ của các quan chức Mỹ nói về Nga không đúng sự thực. Vị đại tá cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh đó là YouTube. Trước đó thì người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ, Milley, đã gọi Nga là kẻ bị thế giới ruồng bỏ. Nhưng thế giới nào ruồng bỏ mới là quan trọng? Thế giới nồi cá meo hay là cả cái quả địa cầu này? Có lẽ chỉ có thế giới nồi cá meo mới ruồng bỏ thôi. Đến EU còn chả ruồng bỏ, chứ đừng nói là thế giới này. Nga khó có thể bị coi là kẻ bị ruồng bỏ. Nếu đúng như vậy thì nền kinh tế của nước này đã sụp đổ. Nhưng mọi thứ đang diễn ra hết sức suôn sẻ ở đó. Cả thế giới sẵn sàng hợp tác với Nga, ngoại trừ chúng ta và một số đồng minh châu Âu của chúng ta. Nhưng thậm chí ở đây, trong hệ thống này ở phương Tây cũng đầy những vết rạn nứt, và họ vẫn đang muốn hợp tác làm ăn với lại Nga. Đây là một sự kiên cường mà không có một nền kinh tế nào thể hiện được giống như Nga sau khi nhận 11.000 lệnh trừng phạt đến từ phương Tây. Theo ý kiến của ông thì tất cả những câu chuyện tiêu cực đang được lan truyền về người Nga lẽ ra nên chuyển địa chỉ sang người Ukraine. Áp lực trừng phạt đối với Moscow đã đẩy giá điện, giá nhiên liệu và thực phẩm ở châu Âu và Mỹ tăng cao. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga đang bình thản trụ vững trước những hạn chế liên tiếp từ bên ngoài. Theo ông thì mục đích của Washington và đồng minh là làm cuộc sống của hàng triệu người xấu đi. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ không bị xấu đi trước sức kháng cự kiên cường của nền kinh tế Liên bang Nga. Và để rồi tập thể phương Tây đang đi vào bước đường cùng. Với một bước đường cùng như vậy thì Mỹ bắt đầu tung ra cái nước cờ thứ ba, đó là giải Nobel Hòa Bình. Mỹ hứa trao giải thưởng cho đó là Netanyahu nếu họ có thể tác động được Putin. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề về chính trị Victor Nolan hứa rằng là Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ được trao giải Nobel Hòa Bình nếu ông ta thuyết phục được Tổng thống Nga Putin rút quân khỏi Ukraine. Đây đúng là một giấc mơ ảo tưởng đến từ trời Tây. Tổng thống Israel đến cấm vận còn chả làm được, còn chả dám làm, vuốt mặt phải lè mũi. Israel thừa biết Ukraine quan trọng với Nga như thế nào. Israel thừa biết tập thể phương Tây đang một kế hoạch bành trướng để chống lại Nga như thế nào. Israel thừa biết điều đó. Mà khi đã biết điều đó rồi thì có bố bảo Israel cũng chẳng nói được ngài Putin. Bố bảo cũng chẳng làm gì được. Thậm chí đến gặp ngài Putin thì chính ngài Putin là người thuyết phục ngược trở lại Tổng thống Israel mới được đúng. Giống như là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi mà tới Liên bang Nga gặp ngài Putin thì chính ngài Tổng thư ký NATO đấy bị ông Putin thuyết phục ngược trở lại.
với những hành động trong quá khứ và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Nếu như Netanyahu có thể đưa Putin rút khỏi Ukraine, tôi sẽ trao giải Nobel cho ông ấy. Tôi sẽ trao giải Nobel trong đấy. Kinh quá. Những người được trao giải hòa bình được Ủy ban Nobel của Na Uy lựa chọn hàng năm. Theo bà thì người Israel, những người từ trước tới nay vẫn đứng ngoài liên minh phương Tây chống Nga, tiếp tục cho rằng là họ có mối quan hệ đặc biệt với lại Nga. Và tin tưởng rằng Tổng thống Israel sẽ đưa ông Putin ra khỏi được Ukraine. Thế thì chúng tôi nói xin tiếp tục, hãy sử dụng chúng để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và khủng khiếp này, nhà ngoại giao này nói. Ukraine sẽ không bao giờ được an toàn nếu không bị quân sự hóa Crimea. Mỹ cho rằng là Ukraine sẽ không bao giờ được an toàn nếu chí ít không phi quân sự hóa Crimea. Bà gọi việc tạo ra một hệ thống vững chắc để ngăn chặn Nga là điều kiện không thể thiếu để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bà ta nói rằng là mình không biết liệu người Ukraine hiện đang tập trung vào việc giành lại các vùng lãnh thổ khác có lên tấn công Crimea hay là không. Bà nhắc lại rằng theo quan điểm của Hoa Kỳ, cuộc xung đột ở Ukraine nên kết thúc bằng một thất bại chiến lược dành cho Putin, loại trừ khả năng ông ta có thể tái đấu sau 6 tháng hoặc là 6 năm nữa. 6 tháng hoặc là 6 năm nữa. Đây gọi là bước đi ảo tưởng đến từ Hoa Kỳ. Cơ hội nào mà ông Israel có thể thuyết phục được ngài Putin rút quân khỏi toàn bộ Ukraine, đặc biệt bây giờ 4 vùng lãnh thổ rộng lớn kia, Nga đã trưng cầu dân ý và tuyên bố trong hiến pháp cũng như luật pháp của Nga, nó là lãnh thổ của Liên bang Nga rồi. Nó là lãnh thổ Liên bang Nga rồi. Con đường tốt nhất cho bước ngoặt xung đột ở tại Ukraine là Ukraine phải sớm đàm phán với lại Liên bang Nga. Sớm đàm phán, hoặc là lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sẽ nghiền nát lực lượng vũ trang của Ukraine. Trong bối cảnh then chốt, thời điểm quan trọng nhất, tập thể phương Tây đang bận họp bàn và đưa ra các gói trừng phạt mới chống lại Nga nhân kỷ niệm 1 năm diễn ra chiến dịch quân sự ở tại Ukraine. Ví dụ như Mỹ và các đối tác G7 sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Nga bảo đến ngày hôm nay chúng mày còn định trừng phạt cái gì nữa? Chắc là chúng mày chỉ còn một lệnh trừng phạt nữa là cấm chúng tao ị thôi. Chứ chả còn cái gì chúng mày không cấm nữa cả. 11.000 lệnh trừng phạt là yếu tố chưa từng có trên thế giới. Với một nền kinh tế không đủ mạnh mẽ, kiên cường và tầm ảnh hưởng thì có lẽ nó đã bay màu trên bàn cờ quân sự thế giới rồi, chứ chẳng còn tồn tại cho đến ngày hôm nay nữa. Còn lục địa châu Âu thì đưa ra gói trừng phạt thứ 10 nhưng rất tiếc là không thống nhất được và Pháp kiên quyết phản đối về ngành năng lượng, đó là hạt nhân. Tóm lại là vẫn không thể thiếu năng lượng của Nga được. Không mua dầu của Nga, khí đốt của Nga, nhưng phải mua điện hạt nhân của Nga. Phải sử dụng nguyên liệu hạt nhân của Nga, không thì là toang hết cả lượt ở châu Âu. Vậy là câu chuyện bảo vệ môi trường bỗng dưng nó không còn tồn tại ở châu Âu nữa. Các tổ chức hoạt động về bảo vệ môi trường hiện tại đang lặng thinh, mà có kêu gào thì cũng chẳng có truyền thông nào người ta để ý nữa. Kêu gào là việc của các ông các bà. Việc của giới lãnh đạo châu Âu phương Tây nào phải tập trung phục vụ cho bố Mỹ, thể hiện trung thành là những tay sai đắc lực, hỗ trợ cho Ukraine và đánh bại Nga ở trên chiến trường là mong muốn duy nhất của những nhà lãnh đạo Giê-hô phương Tây ngày hôm nay nhé. Các phương tiện truyền thông của Nga đưa tin là Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ cho biết là Washington và các đối tác G7 sẽ đưa ra một gói trừng phạt lớn mới chống Nga vào ngày 24 tháng 2. Đây là dịp tròn 1 năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ thì các biện pháp hạn chế mới cũng sẽ đề cập đến các lĩnh vực nhà nước này và các đồng minh đã đưa ra trước đó. Do đó thì các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp công nghệ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga và các thiết bị công nghệ cao. Bà nói thêm là những hạn chế sẽ ảnh hưởng đến người giúp chính quyền Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt và lách các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là ảo tưởng đến từ trời Tây. Còn Liên bang Nga vẫn đang đứng vững mà châu Âu thì đang chao đảo. Trong diễn biến liên quan thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã cho biết là gói trừng phạt thứ 10 chống Nga của Liên minh châu Âu dự định đưa ra trước ngày 24 tháng 10 hàm ý hạn chế thương mại trị giá 11 tỷ euro.
Theo lời của bà thì gói trừng phạt mới sẽ bao gồm các hạn chế đối với việc xuất khẩu các linh kiện điện tử mà Nga sử dụng cho nhu cầu quân sự, chẳng hạn như máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng. Kế hoạch cho gói trừng phạt thứ 10 đã được Ủy ban châu Âu soạn thảo trong suốt đó tháng 2. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm chưa hoàn toàn được đó là đồng thuận. Và đến bây giờ chưa thể đưa ra được gói trừng phạt này. Vậy là sau gần một năm diễn ra xung đột, người ta chỉ thấy tập thể phương Tây đang đi vào cùng đường và tung những con át chủ bài ra, những kết quả, tất cả những con át chủ bài đó, nó không xứng tầm với ngài Putin. Vì ngài Putin có một tầm nhìn xa hơn nhiều và chuẩn bị cho tất cả mọi kịch bản. Tưởng chừng là Nga lao đao thì hóa ra là Mỹ và đồng minh châu Âu đang lao đao, chứ không phải Nga lao đao, thế nó mới đau đầu. Đây là những gì mà Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận của quý vị, anh chị và các bạn với thông tin chia buồn anh em Me Tây và chia buồn cho thế giới đơn cực, không cơ hội để ngóc đầu quay trở lại để mà áp chế thế giới, tống tiền thế giới nữa. Tin tưởng một thế giới công bằng, dân chủ, tự do, bình đẳng sớm được hình thành dưới sự lãnh đạo của nền kinh tế mới nổi và sự đoàn kết của toàn thế giới để quyền chủ quyền và quyền tài phán mỗi quốc gia được tôn trọng. Tôn trọng thể chế, văn hóa cũng như là tôn giáo của mỗi quốc gia, chứ không phải theo kiểu áp đặt tiêu chuẩn của nồi cá meo vào phần còn lại của thế giới. Nơi nào có bức, nơi đó có đấu tranh. Còn thế giới đơn cực, thế giới này còn loạn lạc. Hết thế giới đơn cực, thế giới này sẽ bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.